Kính thưa quý vị và các bạn, Bát Tràng được xem là cái nôi của nghề gốm Việt Nam với gần 1.000 năm gìn giữ và phát huy tinh hoa gốm sứ truyền thống. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, giữa cuộc sống đương đại nhiều sôi động, làng nghề Bát Tràng đã vươn mình ra khắp Nam Châu để quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới. Trăn trở tâm nguyện chắp cánh cho thương hiệu gốm Bát Tràng tiếp tục được vươn cao, vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế, xưởng gốm Bát Tràng đã được ra đời. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi tìm hiểu về xưởng gốm Bát Tràng với những sản phẩm vô cùng độc đáo và thú vị. Ngay trong lòng thủ đô Hà Nội, tại số 9 Nguyễn Xiển, chúng ta dễ dàng được trải nghiệm và mua sắm gốm Bát Tràng với nhiều sản phẩm đa dạng, đồ thờ cúng tâm linh, vật phẩm phong thủy, gốm gia dụng, quà tặng doanh nghiệp. Xưởng gốm Bát Tràng là một trong những đơn vị tiên phong chế tác nên dòng sản phẩm đồ thờ vẽ vàng 24K. Sự kết hợp hoàn hảo giữa gốm sứ cao cấp và lớp men vẽ vàng tạo vẻ đẹp sang trọng, hội tụ đủ các yếu tố âm dương ngũ hành, giúp lưu truyền truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, xưởng gốm Bát Tràng cũng là một trong những đơn vị quy tụ nhiều nghệ nhân giỏi nhất của làng nghề Bát Tràng, có công phục chế dòng đồ thờ men dạn cổ quý hiếm thất truyền từ thế kỷ thứ 16. Các bộ đồ thờ với hoa văn chủ đạo như lưỡng long trầu nguyệt, hoa sen, chim công, hoa đào mang ý nghĩa tâm linh cao quý, phù hợp cho không gian phòng thờ của biệt thự, biệt phủ, từ đường, nhà thờ dòng họ, giúp trấn trạch an gia, mang lại nhiều may mắn và sự hưng vượng cho gia tộc. Lộc bình và bình hút lộc được chế tác thủ công với các chất liệu men, men lam, men dạn, vẽ vàng 24K và các loại men màu, men dạn, thép vàng 4 số 9, được dùng để trang trí cho phòng khách hoặc làm quà tặng sếp, đối tác, người thân, bạn bè trong những dịp quan trọng như Tết, Tân Gia, Hiếu Hỷ. Ở xưởng gốm Bát Tràng, chúng ta không chỉ tìm thấy các sản phẩm gốm sứ phong thủy hay các đồ gia dụng thuần túy, mà còn có thể mua sắm gốm cao cấp in logo như ấm chén, lọ hoa để khẳng định thương hiệu và tạo ấn tượng với khách hàng, đối tác. Tất cả các sản phẩm của xưởng gốm Bát Tràng đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt đạt tiêu chuẩn của làng nghề Bát Tràng, đảm bảo chất lượng cao nhất khi tới tay khách hàng. Sản phẩm Bát Tràng thì nó đã thành thương hiệu, thì không thể ai mà có thể phê phán, vì đã nói đến sứ thì phải nói đến Bát Tràng. Mà nhất là đồ sứ mà nói chung mang tính chất truyền thống, mang tính chất tâm linh, thì Bát Tràng lại ngày nay càng giữ được cái vị trí quan trọng của nó trong đời sống tâm linh của người Việt. Đến đây tôi không chỉ hài lòng về chất lượng của xưởng gốm Bát Tràng, với giá thành thì rất là phù hợp, mà các bạn nhân viên bán hàng ở đây đều rất là thân thiện. Các bạn ấy có thể tư vấn cho tôi những sản phẩm tôi cần thiết, tư vấn đúng. Và một cái nữa đấy là cho tôi cái cảm giác về cái sự tin tưởng. Với tôi hiện tại bây giờ thì mua những cái sản phẩm gốm quan trọng nhất đấy là tạo ra cái niềm tin cho mình ấy. Và tôi rất hài lòng ở đây. Sự hài lòng của khách hàng chính là minh chứng rõ nhất về chất lượng sản phẩm và sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên tại xưởng gốm Bát Tràng. Xưởng gốm Bát Tràng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phát triển hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Đồng thời là trong 5 năm tới thì chúng tôi sẽ mang các sản phẩm về gốm sứ Việt Nam xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Chúng tôi luôn mong muốn là mang lại những cái giá trị cho xã hội, đồng thời là lưu giữ tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất cho người lao động. Và cái điểm đặc biệt nhất là chúng tôi muốn giữ lửa cho nghề gốm của quê hương Bát Tràng. Chúng ta tin tưởng rằng bằng sứ mệnh phụng sự mọi nhà, cùng sự tận tâm, chuyên nghiệp, định hướng và mục tiêu phát triển bền vững của mình, thương hiệu xưởng gốm Bát Tràng sẽ tiếp tục đóng góp nhiều giá trị cho người tiêu dùng và bay cao vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.